Đâu có đâu, hồi nãy em thấy đi đường này mà. Không có mà. Để chạy em hoài, người ta đi bên kia kìa. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hiện Nhân TV. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai mình có mặt ở Hà Tiên. Và địa điểm đầu tiên mình sẽ ghé trong ngày hôm nay đó chính là Động Thạch Thanh Lý Hôm. Bây giờ thì mình sẽ đi lên tham quan một vòng và sau đó chụp vài tấm hình để mà lưu giữ kỷ niệm thôi. Cũng do là lo chụp hình không á, cho nên tôi cũng quên quay luôn. Thông cảm cho tôi xíu nha. Lúc này là tôi mới vừa lên xe vừa mua được cái bộ đồ trái cây rồi nè. Mèn đét ơi mà gớt nước mắt cho nên liền lấy ra inbox liền luôn á. Lấy hay một hồi lại tới giờ ăn rồi. Lâu lâu đi chơi mới ăn chay cho nên tôi cảm thấy rất là thanh tịnh. Nhìn tôi lúc này thôi là biết tôi thấy ngon thế nào rồi ha. Địa điểm thứ hai mà mình ghé đó chính là núi Cấm. Bây giờ thì mình sẽ leo lên chiếc xe này và hụn tới cái khu cáp treo. Lúc này là mình đếm coi có bao nhiêu cái núi ở đây nè. Mà công nhận nhiều quá. Đếm xong chắc tăng xong mà xỉu luôn quá. Lúc mà ngồi ở trên xe mình đâu có để ý mấy cái núi đâu. Mà bây giờ mình ngồi lại mình xem lại. Mẹ nó coi sao nhìn nó đẹp dữ hả. Bây giờ thì mình đã lên được cái cáp treo rồi nè. Lúc này lên đây tôi không dám nói chuyện gì luôn á. Không dám thở nữa. Tại quý quá. Mà gặp mỗi lần đi qua mấy cái trụ như vậy nè. Muốn xỉu luôn, muốn nằm tại chỗ luôn á. Sau một khoảng thời gian ngồi ê cái mông trên cáp treo thì bây giờ mình sẽ lợn chùa và cúng nha. Không biết ở đây có ai thấy được ông Phật Di Lặc ở đây không ta. Ở đây thì có nhiều người cho cá ăn và chụp hình nè. Công nhận nhiều cá dễ sợ luôn á. Tháng một cái thì mình đã tới chùa rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vô cúng luôn nha. Cũng hơn là do mình đi chơi vào bữa thứ bảy cho nên cũng không có đông lắm. Mèn đét ơi, lúc này Lận Nhi nó bày đặt cho cá ăn nè các bạn. Nha. Không có khẩu nghiệp gì nữa nghe. Thả xong về mày chửi tao nữa đây. Trời nhìn mấy con cá nhiều thấy ghê quá. Ê Nhi, chửi miếng người ta thả hư Nhi. Thấy không? Người thành công luôn có lối đi riêng. Ai đâu mà rảnh bóc từng chút từng chút từng chút. Bạn ơi, hú hồn các bạn. Cái chồng mình đẳng không các bạn? Thần tài các bạn. Nhưng mà thần tài này hơi sợ ma nha. Thôi, không được. Ở chùa không nên chê. Thần tài này make up hơi đậm nha. Mắt hơi tím nha. Sau mấy năm dịch bệnh thì bây giờ cuối cùng mình cũng gặp lại ông Phật Di Lặc rồi nè. Thấy không, lúc này tôi vui dễ sợ không. Tới rồi, trời mưa tới rồi. Tới rồi, ai cái này. Đang gom đồ, đi gom đồ. Như này, có giặt sẽ tới. Sau khi đi một vòng thì mình lại tới chùa nữa rồi. Có hai đứa mới bấm điện thoại xong quay lên mất tiêu đạt bày luôn rồi. Đâu có đâu, hồi nãy em thấy đi đường này mà. Không có mà. Đi chải em hoài, người ta đi bên kia kìa. Rồi lên chảnh lại như không có hay sao. Cái lò sao đi nhanh dữ ta. Hết hộp tưởng lạc bày đi lạc đi đi này về ớt luôn à. Dạ mấy
Rồi, bây giờ tụi mình đang trên đường về và ghé vô siêu thị mua một ít đồ, không biết mua gì hết trơn. Mua đồ xong thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với hành trình đi về nhà. Lúc này là tới chợ của quê mình rồi nè, và mọi người đang chuẩn bị ăn tối. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share, subscribe. Nhớ những cái chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất khi mình ra video mới đó. Còn bây giờ thì bye bye.